Một ngày đầu tháng giêng, trong không khí mùa xuân đang nồng ấm trên khắp những làng quê xứ Quảng, đất trời bừng lên nắng ấm, hoa xuân đua nở nơi nơi. Chúng tôi xông đất tư gia nhạc sĩ Phan Văn Minh ở xóm Gò Rùa, thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. Trong các bản lãng của buổi sớm mai xuân đương phơi phới, khúc trầm hương giao thừa của anh cất lên như vang vọng từng ngõ ngách của làng quê yên bình, đủ sức réo gọi bao bước chân xa xứ tìm về với mái ấm gia đình trong niềm vui xuân hồng. Quay về mái nhà để được yêu thương, được ngây thơ, thêm được khóc rỗi bên vai cha, thêm được bi bô như lên ba, như bé thơ trong vòng tay mẹ. Sau nhiều năm miệt mài sáng tác âm nhạc, mùa xuân này lần đầu tiên anh cho ra mắt DVD ca nhạc có tên gọi Đôi Mắt Sông Hoài, với 15 ca khúc được hòa âm phối khí công phu, quay cảnh tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đôi Mắt Sông Hoài được xem như món quà đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Phan Văn Minh dành tặng công chúng yêu âm nhạc trong dịp Tết Bính Thân 2016. Được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sáng tác đều tay và có chất lượng ở Quảng Nam, gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Phan Văn Minh hiện có khoảng 100 bài hát viết cho thiếu nhi và người lớn. Nhiều năm nay, anh cũng là một nhạc sĩ ra mắt khá nhiều CD âm nhạc viết về những miền quê xứ Quảng. Nổi tiếng với ca khúc thiếu nhi Cả Nhà Thương Nhau từ những năm 80 của thế kỷ trước, khoảng 10 năm trở lại đây, nhạc sĩ Phan Văn Minh đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng yêu âm nhạc bằng nhiều giải thưởng âm nhạc tại các sân chơi âm nhạc cả nước, khu vực và trong tỉnh với những ca khúc viết về nhiều mảng đề tài, nhất là đề tài về mái ấm gia đình với khúc Trầm Hương Giao Thừa mà mỗi dịp Tết đến xuân về lại thôi thúc những đứa con đi xa quay về với mái ấm quê nhà trong hương trầm bản lãng ngày cuối năm. Tôi nghĩ rằng với nhạc sĩ Phan Minh thì có một cái tổng hợp. Thứ nhất là anh có một cái vốn liếng về âm nhạc của Quảng Nam rất là dài, và kỹ thuật về cái thanh nhạc cũng về âm nhạc rất tốt, rất là bài bản, cộng với cái theo tôi là một cái tâm cảm hiện đại, tức là anh gắn bó với cái nhịp đập của đời sống, đặc biệt là giới trẻ, về những cái tình khúc nó bộc lộ được cái cảm quan của giới trẻ, một người trẻ đối với những vấn đề của quê hương của Quảng Nam. Mình thấy cái ca từ của Phan Minh là rất rất là trao chuốt, nó gần văn học. Và một cái thứ hai nữa là hình như là đa số các tác phẩm nhạc của mình là có chuyện, nó một câu thường là nó kể một câu chuyện chứ không viết một cái mảng riêng ra hoặc là thoáng qua. Thấy thường thường là đa số tác phẩm như vậy. Có thể là lấy từ trường ca hoặc là lấy từ ý tưởng của trường án nhé. Cho nên có những cái là nó viết một cái câu chuyện. Thế thì do đó nó có cái bề sau. Về cái A nhà của Minh thì cái lại cũng quen thuộc. Cũng có nhiều cái suy nghĩ hoặc luôn luôn nghĩ là phải viết khác, viết mới. DVD Đôi Mắt Sông Hoài của nhạc sĩ Phan Văn Minh ra mắt công chúng yêu âm nhạc dịp này là ấn phẩm âm nhạc gồm một số ca khúc anh đã sáng tác từ trước lẫn những ca khúc mới vừa hoàn thành, đó là Tình Khúc Thu Bồn, thơ của Phùng Tấn Đông, Đôi Mắt Sông Hoài, Người Quảng Giáng Nâu, Em Gái Sông Tiên hay Gọi Em Là Chiều Phú Ninh. Chọn Đôi Mắt Sông Hoài làm tên gọi cho DVD ca nhạc lần này, nhạc sĩ Phan Văn Minh muốn thể hiện được nét lãng mạn, trữ tình và sự phong phú trong chất liệu âm nhạc của anh, như bản thân ca khúc Đôi Mắt Sông Hoài được viết bởi sự hòa trộn giữa âm nhạc dân gian Chăm, Việt và Nhật. Khi viết ca khúc về một cái vùng quê nào á, thì không phải là chỉ liệt kê địa danh, không phải liệt kê địa danh sản vật rồi các cái chỗ này chỗ kia, nhưng mà quan trọng là nêu cho được cái tâm thức của cái cộng đồng cư dân đó,
Cái tâm thức nó được cô đúc lại từ cái truyền thống văn hóa, cái mơ ước, rồi cái địa hình sông núi, thiên nhiên nơi đó, thì nó tạo lên một cái tâm thức, tức là con người đó nó mang một cái khí chất, một cái dáng vẻ rất đặc biệt, tâm thức. Cho nên là trong các ca khúc trong album này, thường là về miền quê nào tôi chỉ nêu một hai địa danh thôi, và chủ yếu nói về cái mơ ước, cái tình cảm, cái hoài bão, những cái niềm yêu thương ở trong đó. Nói 15 ca khúc trong DVD Đôi Mắt Sông Hoài là 15 bức tranh đẹp về những miền quê xứ Quảng được vẽ bằng âm nhạc. Lần này, các nhạc sĩ khi sáng tác về những địa phương ở Quảng Nam thường hay mắc phải lối mòn liệt kê tên gọi địa danh quen thuộc. Chính điều này đã ít nhiều khiến ca khúc rơi vào nhàm chán, không động lại trong lòng người nghe cái tinh túy của âm nhạc lẫn cái hồn vía bóng dáng của từng vùng đất mà mình muốn thể hiện. Chuyện này ai cũng hiểu, nhưng để thoát ly ra khỏi lối mòn ấy bằng một cách viết khác thì không hề dễ dàng. Ở ấn phẩm âm nhạc mới nhất này của Phan Văn Bình, tên gọi các địa phương vẫn được nhắc tới, thậm chí được dùng làm phần tiết đề ca khúc. Nhưng việc kể lể rề rà từ làng này qua làng nọ, từ thắng cảnh cho đến di tích lịch sử tiêu biểu không hề hoặc rất hiếm xuất hiện trong nội dung bài hát. Thay vào đó, nhạc sĩ Phan Văn Bình đã hướng tình cảm, mỹ cảm của người nghe theo cách riêng của anh. Đó là việc gợi chuyện, dẫn dắt ý tứ muốn thể hiện qua từng nhân vật trữ tình, qua ẩn dụ của ngôn từ và qua việc khai thác một cách có hiệu quả chất liệu âm nhạc dân gian từng vùng đất. Trong tác phẩm Em Gái Sông Tiên, Phan Văn Minh lặng lẽ gieo vào lòng người nghe cảm thức về thời gian trôi chảy qua bóng dáng của một dòng sông đã hiện hữu trong tâm hồn bao thế hệ người dân Tiên Phước. Dòng sông lấp lánh trôi qua núi đồi theo nắng chiều, làn sương như áo lụa, ai đứng chờ, ai nhớ người. Hoặc với Gọi Em Là Chiều Phú Ninh, nhạc sĩ Phan Văn Minh đã ví bức tranh tuyệt đẹp mà con người xứ Quảng đã chung tay góp sức để tạo nên với gương mặt kiều diễm của những cô gái mỹ miều Long Sơn, vốn được xưng tụng từ lâu trong thời gian. Ta loanh quanh trên sóng hồ Phú Ninh, ngỡ gương mặt em đi loanh quanh qua mấy khe núi xanh, vẫn gương mặt em, gọi em như sông, như là suối, hỏi em có phải là chiều, chiều trên hồ Phú Ninh.
có thể nói rằng cái tác phẩm của anh mà nó có một cái sức vươn ra khỏi cái địa phương. Ví dụ như cái bài mà cả nhà thương nhau thì cả nước đều biết đấy. Và có thể nói anh Phan Văn Minh là viết nhiều cái đề tài, đặc biệt trong đó có đề tài về quê hương, anh viết khá là ấn tượng. Nhiều bài như là Người Quảng Dân Nau, rồi là những cái bài hát về miền núi, anh viết là khá để lại rất là nhiều cái giai điệu được đi vào cái quần chúng yêu âm nhạc của Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung, của Việt Nam nói chung. Làm thế nào để mà phản ánh được tất cả những cái truyền thống văn hóa cũng như cái tâm hồn của người Quảng thì còn cần phải khai thác, và cái truyền thống này nó cũng thay đổi theo thời gian, thì cứ theo thời gian nó thay đổi thì mình phải có những tác phẩm đáp ứng được cái độ thay đổi đó. Cho nên là chắc chắn là mình suốt đời mình sẽ viết thêm rất nhiều ca khúc về những cái khía cạnh đó của xứ Quảng Nam. DVD Đôi Mắt Sông Hoài của nhạc sĩ Phan Văn Minh, ngoài những ca khúc đã ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc xứ Quảng mấy năm qua như Tình Khúc Thu Bồn hay Người Quảng Giác Nâu và những ca khúc anh mới viết vừa nêu trên, còn có một bức tranh đại ngàn đầy màu sắc và đậm chất liệu của âm nhạc truyền thống đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam. Đó là những nhịp điệu tay giang, bà bốc với Alamit, Ngọc Linh Mùa Xuân, Tiếng Gọi Đại Ngàn hay Rừng Gọi A Sơn Ru. Năm ca khúc này đã được sử dụng trong phim ca nhạc Tiếng Gọi Đại Ngàn, tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đoạt huy chương bạc thể loại ca múa nhạc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2014. Đây có thể xem là những bài hát khá thành công của nhạc sĩ Phan Văn Minh về đề tài miền núi. Sự thành công này không chỉ thể hiện ở việc nhạc sĩ đã vận dụng sáng tạo chất liệu âm nhạc truyền thống của đồng bào, cũng như về giai điệu tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, hừng hực ngang rừng của tình người miền núi, mà còn ở sự đón nhận của chủ nhân các bản làng. Những ca khúc này đã được các đội văn nghệ ở những huyện miền núi như Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang chọn biểu diễn trong rất nhiều chương trình văn nghệ quần chúng và tham gia các liên hoan, hội thi văn nghệ do tỉnh Quảng Nam tổ chức. Và cũng chính những bài hát này đã góp phần làm cho DVD Đôi Mắt Sông Hoài của nhạc sĩ Phan Văn Minh trở nên đầy đặn về mặt đề tài và nặng thêm về mặt giá trị nghệ thuật. Trên bốc lê sáng, mặt trời lên mây vừa tan lưng đồi, nghiêng bờ vai buông mái tóc rừng dài, gió bạc ngàn hát mãi khúc huyền thoại, cùng ngàn xuôi với núi rừng Phước Sơn. Ô dòng sông lớn làn sương sớm hòa với ánh nắng mai, cuồn cuộn reo gành thác bên vực sâu, về bên phố thành câu hát ngọt ngào cho đêm thâu bừng ánh sáng đắc mi. Em A Sơn Dùn ơi, dậy đi thôi, lũ chim núi đang gọi, ngôi trường em xinh xinh bên sườn đồi, mai họng khôn em lên trên đầu nguồn, trong rừng cây giữ lấy dòng suối trong, lấy công tơ nắng làng em đó mùa trắng lấy ma nào, nhà làng vui rộn tiếng chiêng công vang, mẹ dạy em những câu hát ngọt ngào, ngày được mùa lại nhớ ơn rừng sâu. Ê, rừng gọi em này Sơn Du nơi, mai lớn nhanh như ngọn măng trên đồi, như ta
đồi cao trong nắng trời, như dòng khe trong trên đỉnh.